Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Phạm Nhật Cường. Năm nay con 6 tuổi, con đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Con tham gia cuộc thi Ươm mầm tri thức Việt toàn quốc. Và bây giờ con hãy trình bày ca khúc Cảm ơn mẹ. Mọi người hãy lắng nghe và bình chọn cho con nhé. Con xin cảm ơn. Cho đi đâu xa tôi cũng mong quay về nhà, dù cho đi đâu xa tôi vẫn nồng hoài thiết tha. Bài ca con ca chén cơm canh ca, yêu thương mẹ đã cho ta. Oh oh, tiễn du ngày thơ. Oh oh, tháng năm mộng mơ. Mẹ ơi con nhớ, sẽ không quên bao giờ. Tuổi thơ mẹ đã cho con, vẫn muốn nói với thế giới con thương mẹ, với tất cả yêu thương chở che. Con xin mẹ lời dạy bao lời khuyên của mẹ, con sẽ yêu cuộc sống. Bên cả mắt mong ôm yêu thương vào lòng, dẫn sự sống cho con bao nhiêu trăng tròn rồi mới trăng non. Mẹ vì con hao một sức khỏe, mẹ nà uống nà hát, mẹ nà bài hát tình ca cho con thật thà để quý biết thương tin cha. Bao nhiêu nốt nào về ở trước sau, mẹ con nhớ mẹ nhiều. Bao nhiêu trăng tròn rồi mới trăng non, mẹ vì con hát.